Thế nó là cứ một vòng luẩn quẩn, dùng thuốc thì hết, hết dùng thuốc lại bị, đó, rồi một vài hôm hết, xong đó nói vài hôm lại bị. Thế thì sao? Chúng ta phải kiêng được những cái thói quen xấu đấy, không lạm dụng thuốc, không được sử dụng các chất kích thích, đừng có uống rượu bia, hút thuốc lá nữa thì sẽ đỡ ngay. Ngứa họng là một cái tình trạng mà điều trị khá là khó khăn và rất nhiều người bị giảm chất lượng cuộc sống do ngứa họng tái đi tái lại. Đặc biệt, đôi khi chính những cái sai lầm của chúng ta sẽ làm cho ngứa họng điều trị mãi không khỏi. Và chúng ta cùng tìm hiểu với bác Sáng trong cái video lần này thôi. Để bắt đầu video này thì bác sĩ Thắng sẽ cần phải nói lại là ngứa họng là một triệu chứng của rất nhiều tình trạng. Và nếu triệu chứng này kéo dài dai dẳng, có thể có rất nhiều nguyên nhân khác nhau. Nguyên nhân đó là do chỉ là đơn giản là bạn đang hồi phục niêm mạc sau một đợt nhiễm khuẩn đường hô hấp thôi, nhưng mà bạn không biết cách để bảo vệ họng của mình, bạn vẫn cứ ăn đồ uống lạnh, ăn đồ chua cay, rồi ho khạc nhiều, làm cho niêm mạc họng mãi không khỏi. Thế là bạn ngứa họng mãi. Rồi có thể nó liên quan đến yếu tố dị ứng, nó liên quan đến yếu tố là bạn bị trào ngược dạ dày đó, rồi nó liên quan đến cái việc là bạn bị ngủ ngáy, thở bằng miệng đó, vân vân và vân vân. Có rất là nhiều nguyên nhân gây ngứa họng, nhưng có một vài cái mà chúng ta thường làm sai, đặc biệt là trong cái quá trình điều trị ngứa họng tại nhà ấy, mà làm cho cái tình trạng ngứa họng nó bị tăng lên cũng như là dai dẳng hơn rất nhiều. Số 1 đó là lạm dụng các loại thuốc ngậm và các loại thuốc ho truyền thống. Mọi người để ý là các loại thuốc ngậm và các loại thuốc ho truyền thống thường có một vài thành phần làm cho chúng ta cảm giác rất dễ chịu trong họng, và thành phần đó có thể là chứa là menthol, hay nói cách khác là tinh dầu bạc hà. Thế về bản chất, về cách làm cho họng chúng ta đỡ khó chịu đó là gì? Menthol làm cho các tế bào cảm thụ ở trong họng của chúng ta nhạy cảm hơn với hơi lạnh. Chính vì thế mà dùng menthol xong hít hà thấy mát hơn. Và như vậy thì sau khi sử dụng menthol chúng ta sẽ cảm giác rất khó chịu. Nhưng bạn tưởng tượng đây chỉ là một giải pháp giúp cho chúng ta là gì? Giảm khó chịu thôi. Nó không điều trị vào cái nguyên nhân của tình trạng ngứa họng. Đó, chính vì thế mà khi sử dụng, lạm dụng quá nhiều các thuốc ngậm, đặc biệt là các thuốc ngậm có tinh dầu bạc hà, các bạn sẽ có một cái vấn đề, đó là sẽ làm cho cơ thể quen với cái đó. Có nghĩa là cứ không ngậm là lại thấy khó chịu. Đó, bị quen, đây là lạm dụng nhá. Tất nhiên nếu bạn dùng đúng liều trong khoảng thời gian phù hợp thì không sao, nhưng lạm dụng thì rất là nguy hiểm. Cái số 2 đó là không biết bảo vệ họng cũng như là dây thanh của chúng ta. Khi chúng ta bị viêm họng, đặc biệt là khi mà chúng ta có đờm, hoặc là nhất là trong Covid có những tình trạng khàn tiếng ấy, chúng ta cứ liên tục chúng ta cứ nói, cố nói ấy. Rồi nếu mà khó chịu trong họng nhiều, chúng ta hay làm những động tác hắng giọng như kiểu ho thật mạnh kiểu như thế, thì tất cả các động tác đấy nó sẽ làm tổn thương thêm vùng họng của chúng ta do vật lý. Có nghĩa là có thể bạn đang bị viêm họng do vi khuẩn, bạn đang có thể là viêm họng do trào ngược dạ dày, nhưng chính các cái động tác làm sai của bạn, nói nhiều đó, làm động tác hắng giọng đấy, rồi ho khạc nhiều, nó làm cho các bộ phận trong họng của chúng ta đập vào nhau chát 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 như này, và nó bị sưng nề, nó viêm lên, giống như là chúng ta lỡ đá chân vào thành bàn ấy. Và chúng ta cứ làm đi làm lại như thế, làm đi làm lại như thế, và gì, và chúng ta sẽ càng ngày càng thấy ngứa họng và khó chịu, điều trị mãi không khỏi đó. Và trong khi đó chỉ cần đơn giản nhất là bạn đừng làm những điều đó nữa thôi, vài ngày là bạn hết. Thì đó là cái thứ hai mà rất là thường gặp, bác sĩ Thắng gặp nhiều nhất là ở những người nam giới. Và ở những người nam giới thì sẽ có thêm cái này, là khi những cái người đó viêm họng thì họ không chịu kiêng những đồ chất kích thích như chua cay đó, chè cà phê, nước có ga, thuốc lá, rượu bia đó, đặc biệt là thuốc lá và rượu bia. Hai thành phần này nó sẽ làm cho cái tình trạng mà ngứa họng cứ tái đi tái lại, viêm đi viêm lại và không thể chữa khỏi được. Và những người này lại là những người mà gì, họ đã không tin bác sĩ, mà họ không chịu kiêng những cái đồ mà bác sĩ Thắng vừa nói, không kiêng thuốc lá, rượu bia gì cả, thì họ lại tự ý đi mua rất nhiều loại thuốc khác nhau, thuốc xịt họng, có khi là có thành phần lidocaine, là thành phần thuốc tê xịt vào khát sướng ngay, hoặc thành phần menthol như bác sĩ Thắng vừa nói, là càng lạm dụng nó thì càng bị phụ thuộc. Rồi những người đó lại tự đi mua các thuốc kháng sinh giảm viêm đó, có thể lại mua các thuốc giảm viêm có corticoid, uống vào thì đỡ viêm họng mấy hôm đấy, nhưng mà nó lại làm cho đau dạ dày trào ngược nhiều hơn, trào ngược nhiều hơn lại gây đau họng, lại gây ngứa họng. À, thế là đó là cứ một vòng luẩn quẩn, dùng thuốc thì hết, hết dùng thuốc lại bị đó, rồi một vài hôm hết, xong đó nói vài hôm lại bị. Thế thì sao? Chúng ta phải kiêng được những cái thói quen xấu đấy, không lạm dụng thuốc, không được sử dụng các chất kích thích, đừng có uống rượu bia, hút thuốc lá nữa thì sẽ đỡ ngay. Cái số 3 đó là
trong quá trình mà bị ngứa họng ấy thì sử dụng rất là nhiều các loại thuốc xịt, rồi lại các loại siro uống, rồi các loại tinh dầu, rồi nước A, nước B, nước cam, nước chanh, nước gừng vân vân. Nhưng có một cái loại nước mà lại không chịu uống đều, đó là nước lọc. Đó là gì? Có nghĩa là khi mà chúng ta có cảm giác ngứa họng, nhất là trong những tình trạng là ngứa họng do sau viêm, rồi ngứa họng do dịch chảy xuống họng, nó ngứa họng do hút thuốc lá nhiều ấy, thì cái việc đơn giản nhất đó là chúng ta vệ sinh họng hàng ngày để cho các dịch nhảy, các dịch viêm, các dịch trào ngược nó trôi đi. Thì cách ngoài việc xúc họng ra thì chúng ta có thể uống đều nước trong ngày để giữ cho vùng miệng họng của chúng ta nó ẩm, rồi rửa trôi các cái dịch như bác sĩ Thắng vừa nói, dịch viêm, dịch dạ dày nó trôi xuống, mướt đi, thế là hết, đúng không? Nhưng mà không, uống thì rất nhiều thứ, nhưng có mỗi nước bình thường uống hàng ngày, uống đều cứ 15 phút uống một ngụm nước, 15 phút uống một ngụm nước thì lại quên. Và trong khi đó đấy là một cách rất là dễ dàng. Và cái cách này nó còn hiệu quả hơn rất nhiều với những người bị ngứa họng do há miệng để thở, đặc biệt là những người lớn tuổi. Đó là cứ há miệng để thở, rồi miệng khô do sinh lý ấy. Đó, mà không chịu uống nước thì làm sao mà hết ngứa họng được, uống thuốc không hết được, uống nước mới hết được. Nhá, đó. Thì đó là cũng là cái mà sai lầm mà mọi người rất thường gặp khi điều trị ngứa họng. Sai lầm tiếp theo để điều trị ngứa họng mà mọi người cũng rất là hay gặp, mà bác sĩ Thắng thấy nó cũng rất phản khoa học, mà chả hiểu tại sao mọi người lại thích cái cách này. Đó gọi là, hay gọi là cách lấy độc trị độc. What? Đặc biệt xảy ra ở những người là hút thuốc lá, uống bia rượu. Đó là những người này bảo với bác sĩ Thắng là à, tôi cứ uống rượu, tôi cứ hút thuốc lá thì thấy họng nó đỡ. Chính vì thế là gì? Không bỏ được thuốc, không bỏ được rượu. Đó, cứ bỏ thuốc là đỡ, bỏ rượu là đỡ. Đó là cái lý do mà họ thường đưa ra. Thế bây giờ bác sĩ Thắng sẽ vui lòng chia sẻ với mọi người thế tại sao lại như thế. Thì thực ra là nicotine hay là các chất cồn ở trong rượu, ngoài các tác dụng gây hưng phấn, ngoài các tác dụng lên bộ phận thần kinh này của chúng ta, thì nó có một tác dụng nữa, đó là tác dụng gây tê. Nếu các bạn thấy là bạn có thể lấy rượu hoặc cồn bôi lên tay có thấy tê tay tê không? Đúng, nó có tác dụng gây tê. Đó, thế nên là khi mà những người đó sử dụng thường xuyên các chất này thì họ sẽ không có cảm giác khó chịu. Không có nghĩa là họ không bị viêm, không có nghĩa là họ không có những vấn đề trào ngược, không có nghĩa là họ không có những vấn đề nhiễm khuẩn, không có nghĩa là họ đang không có dịch viêm chảy từ mũi xuống, mà là gì? Là họ sử dụng các cái đó thì họ thấy tê, tê thì họ thấy dễ chịu. Thế nên là lý do tại sao mà những cái ông hút thuốc lá buổi sáng thức dậy ho, đau họng, khó chịu lắm, hút một điếu thuốc thấy dễ chịu rồi. Cứ buổi sáng dậy là phải làm điếu thuốc đã, chứ ăn sáng cũng phải làm điếu thuốc đã. Lúc đấy đau họng khó chịu mà. Tại vì sao? Cả một buổi đêm không hút điếu nào thì họ khó chịu quá, đến ngày hôm sau họ khó chịu, hút điếu thuốc nữa nó lại tê, lại tê lại dễ chịu. Đấy, thế nên là phải hiểu được rằng là cái các cái thuốc đó, các cái loại chất kích thích đó nó chỉ giúp cho chúng ta không cảm thấy đau thôi, không cảm thấy ngứa thôi, chứ thực ra là họng của chúng ta vẫn đang bị viêm đấy. Thế nên là bỏ cái quan điểm đó đi nhá. Đó, rồi mấy người cứ bảo là bỏ xong thì bị tăng cân đấy, bỏ hết mấy quan điểm này đi nhá. Và cái cuối cùng, cái này thì lại thường gặp ở trẻ em các bạn ạ, thường gặp ở trẻ em là bố mẹ thấy con cứ ho hùng hắng suốt cả tuần là lo lắm. Đó, thế thì xong rồi tìm đủ mọi cách để cho bé chữa ho. Đó, cho bé uống rất là nhiều thuốc. Đặc biệt là nếu mà chúng ta lạm dụng các cái thuốc ấy, mà gọi là có ức chế ho trung ương. Đó, nhiều người lớn nói thật họ cũng lạm dụng thuốc này, có nghĩa là cứ đi ra hàng thuốc bảo mua thuốc ho mà có những cái thuốc uống cái về khỏi ho ngay. Thì cũng tương tự như thế, nó giống như các loại thuốc gây tê hay là các loại thuốc ngậm như bác sĩ Thắng nói vừa trên ấy. Khi các bạn lạm dụng cái ức chế ho trung ương thì chắc chắn khi uống thuốc bạn sẽ đỡ ho. Nhưng sau khi uống thuốc, khi cái trung tâm ho được giải ức chế, nó sẽ kích thích ho nhiều hơn rất nhiều. Thế nên họ mới có câu đó là cứ uống thuốc thì em khỏi, phải uống thuốc của chính cái nhà thuốc này bán thì em mới khỏi được. Tại vì nhiều khi họ bóc ra, họ bán cho bạn một vài viên và bạn về bạn uống và bạn nói ơ đúng là khỏi thật, chỉ uống cái đấy là khỏi. Sau đó thì không, sau đó nếu không uống cái còn ho nhiều hơn. Đấy là gì sao? Vì khi đó cái trung tâm ho trên não được giải ức chế và bạn sẽ ho nhiều hơn rất nhiều. Đó, thế nên là tuyệt đối không tự ý sử dụng các loại thuốc ho, đặc biệt các loại thuốc ho có nhiều thành phần và các loại thuốc ho có thành phần ức chế trung tâm ho. Ở trẻ em thì lại càng tuyệt đối không sử dụng. Tất cả cái này đều cần có sự chỉ định của bác sĩ. Thì đó là những cái thói quen sai lầm có thể làm cho chúng ta bị ngứa họng, chữa mãi mà không khỏi. Bác sĩ Thắng muốn chia sẻ với mọi người trong video này. Và nếu mọi người thấy hay thì hãy like, share và subscribe kênh của bác sĩ Thắng. Đặc biệt bác sĩ Thắng có một fanpage, nếu các bạn có những vấn đề về sức khỏe có thể inbox vào fanpage để bác sĩ Thắng có thể tư vấn cụ thể cho mọi người. Bác sĩ Thắng có một kênh TikTok nữa, mọi người hãy ủng hộ bác sĩ Thắng nhé. Cảm ơn mọi người, xin chào và hẹn gặp lại.